Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em môn khoa học tự nhiên lớp 6. Bài số 7 sẽ kết nối tri thức với cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu không thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ bài số 7 mà sau bài đo thời gian nha. Mục tiêu bài học hôm nay là nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo thời gian. Dùng đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó. Đo được thời gian bằng đồng hồ. Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được thời gian cho một số trường hợp đơn giản. Giờ như vậy mình sẽ có một số loại đồng hồ từ xưa đến nay nhé. Từ thời cổ đại, đồng hồ mặt trời đo thời gian dựa vào bóng của mặt dưới ánh nắng mặt trời. Ngày trước thì chưa có đồng hồ điện tử, đồng hồ cơ thì người ta sẽ sử dụng đồng hồ mặt trời để đo thời gian. Thì ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống thì cái này sẽ có cái bóng hướng tới đâu thì người ta biết bao nhiêu giờ. Thì đồng hồ mặt trời thì người ta chỉ có thể đo được vào ban ngày khi có ánh nắng mặt trời. Tiếp theo là đồng hồ cát đo thời gian dựa vào lượng cát chảy xuống. Như là đồng hồ này thì người ta không cả ánh sáng mặt trời nên người ta có thể sử dụng vào ban đêm cũng được. Tiếp theo là đồng hồ điện tử. Đây là đồng hồ mà ngày nay người ta mới chế tạo ra được. Đồng hồ điện tử thì nó sử dụng cả ngày và đêm và cho thời gian chính xác đến từng giây. Giờ tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi. Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của từng loại dụng cụ đo thời gian ở hình vuông. Như vậy mình sẽ đi nói về ưu điểm và những hạn chế của từng dụng cụ. Trước hết là mình sẽ nói về ưu điểm của đồng hồ mặt trời. Chúng nhưng vậy mình thấy là đồng hồ mặt trời thì có những ưu điểm gì và những hạn chế gì? Như vậy là ngày trước thì người ta chưa tới chế tạo được đồng hồ điện tử, đồng hồ cơ nên người ta phải sử dụng này. Như vậy đồng hồ này giúp con người xa xưa biết được thời gian. Khi chưa có nhiều dụng cụ đo hiện đại, đúng không? Giờ tiếp theo là mình nói về hạn chế của đồng hồ mặt trời. Như vậy là mình thấy là hạn chế của nó là không thể chỉ giờ vào những ngày âm u hay là vào ban đêm, đúng không? Như vậy hạn chế là không thể chỉ giờ vào ngày âm u. Hay là vào ban đêm. Và nó cũng không chính xác lắm nha. Nó cũng không chính xác lắm. Về mặt trời. Ở những góc khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong năm, đúng không? Và mình thấy là nó rất cồng kềnh, đúng không? Giờ tiếp theo là mình nói về đồng hồ két nhé.
Đồng hồ két thì cũng giúp con người đo được khoảng thời gian nhất định nào đó, đúng không? Hiện nay có thể dùng làm món quà ý nghĩa tặng người khác, đúng không? Chứ không còn sử dụng để xem giờ nữa, đúng không? Giúp con người đo được. À, khoảng thời gian nhất định nào đó. Giờ hiện nay có thể dùng làm món quà ý nghĩa, đúng không? Và khuyết điểm của nó là độ chính xác không cao. Giờ tiếp theo là mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của đồng hồ điện tử. Thì mình thấy đồng hồ điện tử thì độ chính xác chắc chắn là cao, đúng không? Sai số ít, đúng không? Ít bị ảnh hưởng. Bởi các yếu tố bên ngoài. Đúng nè. Và mình thấy là nó nhỏ gọn, đúng không? Và dễ sử dụng. Đúng nè. Và khuyết điểm của nó là sau một thời gian dùng sẽ phải thay pin, đúng không? Và chỉnh lại đồng hồ đảo. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Mẫu la mã là đơn vị thời gian. Trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, thì đơn vị cơ bản cho đo thời gian chính là giây, ký hiệu đen. Trong thực tế thì thời gian còn được đo bằng nhiều ký hiệu khác như là phút, giờ, ngày, tháng, năm, thế kỷ. Đúng không? Mình có thể là có thể thập kỷ, thiên niên kỷ, đúng không? Thập niên cũng sao, đúng không? Hay La Mã là dụng cụ đo thời gian. À, đồng hồ là dụng cụ đo thời gian. Có nhiều loại đồng hồ khác nhau như là đồng hồ đeo tay, đồng hồ quả lắc, đồng hồ điện tử, đồng hồ bấm giây. Như mình thấy ở đây là đồng hồ quả lắc này, đồng hồ đeo tay, đồng hồ bấm giây. Đúng không? Đồng hồ này là có đeo cổ, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có hai câu hỏi. Hãy mô tả một tình huống cho hết sự cần thiết của việc ước lượng thời gian trong đời sống nha. Như mình trả lời câu hỏi số 1. Như vậy là ví dụ như là lúc đi thi á, thì ta cần ước lượng thời gian để phân bố thời gian làm bài một cách hợp lý, đúng không? Giờ một tình huống cho hay. Sự cần thiết. Cố việc. Ước lượng thời gian. Trong đời sống.
là ví dụ như là lúc đi thi đúng không? Ta cần ước lượng thời gian. Để phân bố thời gian. Đảm bảo một cách hợp lý. Đúng. Bây giờ ví dụ mình thấy là thời gian làm bài là khoảng 90 phút mà mình có 60 câu thì mình nhắm là mỗi mỗi câu mình sẽ làm cho 1 phút thôi đúng không? Để có dư thời gian để mình xem lại nữa. Đúng không? Tiếp theo sẽ là câu 2. Câu 2 là hãy ước lượng thời gian đi bộ một vòng quanh lớp học, có thể dùng cách đếm không từ 1, 2 giây trở lên. Sau đó kiểm tra kết quả ước lượng bằng đồng hồ nha. Giờ ở câu 2 này các em sẽ tự làm nha. Mình sẽ ước lượng xem thời gian đi bộ một vòng quanh lớp học của mình thì mình ước lượng khoảng là 60 giây chẳng hạn. Giờ sau đó mình kiểm tra lại xem đúng hay không nha. Giờ trước hết là mình em ước lượng trước nha. Em ước lượng thời đi bộ một vòng quanh lớp lớp học đúng không? À, còn thì không qua mình đi nhanh hay chậm đúng không? Các em ước lượng xem giờ sau đó mình sẽ bấm xem chính xác hay không. Ví dụ mình ước lượng là 30 giây đi. Đúng không? Giờ sau đó mình sử dụng đồng hồ bấm giây mình kiểm tra lại xem có đúng hay không nha. Giờ sau đó mình sẽ kiểm tra lại. Đúng rồi. Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi số 1 là muốn đo thời gian thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và các sự kiện thể thao người ta thường sử dụng là đồng hồ nào tại sao? Bây giờ mình thấy là để đo thời gian thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc là các sự kiện thể thao người ta sử dụng đồng hồ bấm giây để xác định xem cái thời gian đó chính xác là bao nhiêu giây và bao nhiêu phần trăm của giây luôn nha. Đúng không? Giờ như mình trả lời câu hỏi số 1 chứ nha. Giờ ở đây thầy xuống dòng cho các em dễ xem nha. Giờ mình trả lời câu hỏi số 1 chứ. Như vậy là muốn đo thời gian thực hiện các thí nghiệm đúng không? Trong phòng thí nghiệm. Và các sự kiện thực khác đúng không? Thì người ta thường sử dụng đồng hồ bấm giây đúng dụng đồng hồ bấm giây điện tử đúng không? Giờ như giờ mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 là các thao tác nào dưới đây là cần thiết khi dùng đồng hồ bấm giây đúng không? Như vậy là mình sẽ bấm nút start bắt đầu để bấm thời gian. Đúng không? B là mình sẽ bấm stop dừng đúng thời điểm sự kiện kết thúc. Và nút C là bấm nút reset thiết lập lại để đưa đồng hồ bấm giây về số 0 trước khi tiến hành đo. Như mình thấy là càng 3 tất cả các thao tác đều rất cần thiết khi dùng đồng hồ bấm giây. Đúng không? Như mình trả lời câu số 2 nhé.
tất cả các hậu tính. Điều rất cần thiết. Khi dùng đồng hồ bóng gì? Đúng này. Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp vào bài giảng nhé. Giờ tiếp theo, dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian bài hát đội ca của đội khiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Giờ như vậy là em đã học trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, hệ đơn vị cơ bản đo thời gian chính là giây, ký hiệu là s. Đồng hồ là dụng cụ đo thời gian. Em có thể sử dụng các loại đồng hồ không thường để đo thời gian. Tiếp theo là phần em có biết thời gian giữa hai nhịp tim liên tiếp. Tiếp theo là phần em có biết thời gian giữa hai nhịp tim liên tiếp của người bình thường là 0,8 giây. Thời gian một cái chớp mắt là 0,1 giây. Thời gian một tia chớp khoảng 0,32 giây. Và một canh, đơn vị đo thời gian cổ Việt Nam là 2 giờ. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng và hiểu bóng thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em nhé.